Chào anh chị nhé, mình đang có mặt tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay gửi anh chị một lô đất đầu tư 20 sâu 50, 20 mét ngang mặt tiền đường bê tông này, sâu 50 mét, đất bằng phẳng. Đất rất là bằng phẳng. Của đây mình đến đắp bắp và sau đó đất đây đang trồng mì nhé. Trồng mì dân họ tự trồng anh chị ạ. Lô đất này có đặc điểm như sau anh chị ơi. Từ cái chỗ này mà ra chợ Sơn Bình, cây xăng Bách Hóa Xanh là 1,9 km nha anh chị. Ở đây khu dân cư. Đấy. Không được đông lắm nhưng mà đất này là dân cư rất là nhiều. Cái chuyện riêng chỉ cái chỗ này là ít dân thôi, tại vì đường này mới mở nha anh chị. Đường mới mở thì ít dân. Còn nữa đất ở đây dân rất là đông bên này. Đây là đường lớn đây, khu dân cư có nhà cửa đàng hoàng này. Khu dân cư xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 20 mét ngang, sâu 50 mét, đất cây lâu năm. Đất cây lâu năm nha anh chị nhé. Chỗ này không có thổ cư nhé. Có nghĩa là đất chỗ này là đường mới mở thì nó sẽ không có đất ở. Đất mới, đường mới mở, không có đất ở. Mặt tiền này ngang 20 mét, sâu đến 50 mét, đất vuông vức, bằng phẳng, có điện, có dân cư. Mua làm vườn để dành. Ok. Khu vực này có đặc điểm rất mát mẻ, nó gần cái hồ sông Ray. Hồ chứa nước sông Ray rất là mát nha anh chị. Đó. Đất bằng như sân bay. 20 m sâu 50 m. Tổng diện tích 1000 m2. Đất tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang cần bán giá 840 triệu thôi anh chị. Chỉ 840 triệu thôi. Sở hữu ngay lô đất này rất đẹp. Từ đây ra trung tâm chợ Bách Hóa Xanh, ủy ban xã, nhà thờ 1,9 km, khu dân cư. Ở mặt tiền đường này dân nó thưa tại vì đường mới. Phía trước phía bên kia là cái đường song song đường này, dân sẽ rất là đông anh chị nhé. Đó, anh chị quan tâm thì alo, mình sẽ gửi đầy đủ sổ cho anh chị xem nhé. Đất có sổ nhé, vuông vức anh chị ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị vui vẻ. Nếu anh chị thấy kênh cho xin một like nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.